Ok, chị cùng anh hay xin chia sẻ với các bác về cái vấn đề mà một số bà con gặp phải trong quá trình nuôi con giống đà điểu. Thì vừa rồi cũng có một vài anh em ở khu vực bên bên Chăn hoặc là khu vực ở miền Tây, hoặc một số các bác nói về cái bệnh bị bại liệt con đà điểu, thì mình xin nó chia sẻ để cho các anh em cũng có thể là tránh phải những cái rủi ro. Thứ nhất là cái con đà điểu nó thường bị liệt ở những cái giai đoạn là khoảng từ 15 đến 25 cân. Đấy, giai đoạn từ 10 đến 25 cân các bạn nhé. Vì sao nó lại hay liệt ở cái đoạn đấy? Thì cơ chế của nó là khi cái độ vận động của nó nhiều và cái trọng thể nó tăng, thì cái độ đặc xương, độ canxi đặc của nó, độ cứng cáp của đôi chân nó chưa theo kịp, thì có thể nó cũng bị liệt hoặc là thiếu chất. Thì ở đây mình muốn nói là cái giai đoạn liệt nó giai đoạn từ 10 đến 25 cân, và nguyên nhân liệt thì nó sẽ có một vài cái nguyên nhân sau. Thứ nhất là nguyên nhân là chiếm đến nhiều phần trăm, là khá nhiều, là do là gì? Các bạn không bổ sung canxi, không bổ sung canxi, nghĩa là nó bị thiếu canxi. Đấy, thì là chúng ta sẽ là gì? Chúng ta sẽ mua cái loại canxi nước hay canxi bột ở bên tiệm thuốc thú y. Các bạn tính theo cái trọng thể của cái số đà điểu hoặc trên đầu con đà điểu như thế nào đó, theo hướng dẫn ở trên 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 cái thuốc và cho cán bộ bán thuốc nữa. Thì các bạn có thể uống bổ sung một cách từ từ đều đặn trong vòng gì, ví dụ như một tuần có thể 2 đến 3 lần đó. Chúng ta phòng hơn chữa. Ở cái trường hợp mà nó hay liệt như thế, đầu tiên các bạn thấy là gì? Nó run chân. Đấy, nó run 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 chân chân kém ăn, và dần dần nó ngồi thụt xuống, và dần dần nó cứ lê 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 lê, nó quỳ, nó nằm ngồi mỗi cái đầu đấy, nó vẫn ăn ăn kém dần. Trường hợp xấu nó có thể tử vong, hoặc là một số bạn gọi điện sớm thì tôi có thể là vẫn dựng nó lên dựng được. Đấy, ở cái nguyên nhân thứ hai là các bạn biết là nó bị thừa canxi. Thừa ở đây có nghĩa là như nào? Có nghĩa là thừa là nó bị sùi khớp, nên là nó bị sùi khớp ở các khớp gối, nó có một cái sùi. Sùi ở đây là do các bạn cũng lạm dụng, một số bạn là cứ nghĩ nó ăn được. Đấy, nên các bạn cũng chắc chắn là nghĩ là thôi mình cứ tương thật nhiều vào để cho nó yên tâm, không là lúc đó lại thiếu nó lại. Thì các bạn cho cái liều lượng quá liều. Quá liều ở đây là nghĩa là quá, có thể ở gấp đôi hoặc gấp ba, chứ còn hơi quá tôi nghĩ là không vấn đề gì. Thì quá liều, ví dụ người ta quy định là một thìa, thì anh chơi hẳn ba thìa thì nó mới là quá liều. Đó. Một thìa rưỡi, hay hai thìa đổ về, ba bốn thìa thì bị, hai thìa đổ về không 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 có vấn đề gì lắm. Đấy, chỉ là các bạn cũng phải không nên tham mà cũng không nên thiếu hiểu biết. Thì cái này thừa nó sùi khớp lên là nó cũng bị gai ở những cái khớp khớp đó, và nó cũng bị liệt đó. Thì trường hợp này là các bạn phải dùng điện giải, đúng không? Các bạn phải điện giải, và các bạn ngừng 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 ngay cái việc bổ sung canxi kia, và các bạn cố gắng là hỗ trợ nó. Đấy, các bạn có thể là dùng những cái biện pháp khởi động cái chân, xoa bóp cái chân, và hỗ trợ ăn uống trong những cái thời gian nó nằm bệt xuống. Đấy, thậm chí có những lúc là phải dựng lên bằng mọi cách có thể là như thế nào đấy. Đấy, mặc dù nó bé. Thế thì Em sao tiếng gáy chị cu, cây đa bể nước lời ru của bậc. Vừa trình cô gái miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì Hà Nội. Xin kính chào quý khách, chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu này, da ngỗng, phấn hồng, âm dòng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chào hào, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tử tế và phân bò sữa. 5 phút nữa gọi lại anh nha, em đang làm video. Mình xin phép các bạn nhiều một chút. Ở đây thì cái lý do thứ ba là cái lý do mà các bạn thả nó đang ở một cái chỗ hẹp nhá, đang ở một cái chỗ hẹp, bất thình lình các bạn chuyển chuồng, các bạn cho ra một cái chỗ rất là thoáng, rất là rộng. Thì bản thân con đà điểu nó là cái tiềm thức của nó là ở sa mạc, nó sẽ hưng phấn, và nó sẽ ra cái bãi đó thì nó sẽ vận động quá trớn, nó sẽ đi lại rất là nhiều, nó chạy, nó múa, rồi nó sợ những cái tiếng động hay gì đó do cái quá trình vận động bất thình lình. Bình thường mọi ngày thì mình chỉ đi như này nhẹ nhàng, nhưng mà tự nhiên nay là nó như nào, nó do cái bối cảnh như thế thì nó mệt. Đấy, nó mệt quá thì bắt đầu là nó cũng bị run chân và nó ngồi thụt xuống. Thì cái trường hợp này thì nó cũng nhẹ thôi, tại vì nguyên nhân là do gì, nó như kiểu là anh chưa bao giờ đá bóng, tự nhiên có một một năm 2 năm tự nhiên anh đá một trận rã rời thì đương nhiên là anh sẽ đau cơ, anh sẽ nhức, anh mỏi, thì có thể là nó cũng sẽ
không không có vấn đề gì nguy hiểm, xong nếu như các bạn biết là các bạn hỗ trợ nó hoặc là rồi rồi nó cũng sẽ đứng dậy thôi. À, thế nhưng nếu như các bạn không hỗ trợ nó ăn uống thì nó sẽ gì, nó sẽ gầy, nó sẽ đi ỉa, nó sẽ mất nước, rồi nó sẽ nó kia nó kéo theo, nó theo thành một cái hệ lụy các bạn ạ. Ở cái nhiệt nhiệt tiếp theo đó là các bạn phải biết là nó do cái nguyên nhân là tai nạn. Tai nạn rồi chủ quan, khách quan, đúng không ạ? Tai nạn chủ quan là gì? Là các bạn làm những cái chuồng nó có những cái hàn rào, có những cái hố, có những cái hộc cây, rồi có những cái địa hình, có những cái vật chướng ngại vật, nó làm cho con đà điểu đang di chuyển hoặc là như thế nào đó nó sẽ bị hẫng hụt và nó bị lệch cái khớp, lệch một bên khớp. Nó như dòng trâu bò thì bốn chân thì nó sẽ tự ba chân nó hỗ trợ một chân, nhưng cái loại này hai chân thì nó sẽ gì, nó mất một chân rồi nó mất thăng bằng, nó cứ phải theo cái tư thế đấy và nó phải vận động thì nó còn ăn uống, và càng sợ hãi nó càng vận động thì nó cũng do những cái tai nạn khách quan là như vậy, tai nạn chủ quan là như vậy. Còn tai nạn khách quan là gì? Các bạn thấy là gì? Các bạn nó có thể là gì? Nó hưng phấn quá, nó múa, nó đang chạy theo một cái tốc độ như này đấy, tự nhiên là nó xoay người một cái là nó cũng đã bị chạy khớp rồi, nó cũng đã là như thường thì các bạn lên thả ra ở cái mức độ là thay đổi dần dần, đúng không ạ? Chúng ta cơi nới, chúng ta di cái hàng rào nó rộng ra và nó từ từ làm cái gì trong cuộc sống từ từ thì bao giờ cũng chắc và nó thích nghi nhanh. Thế như chúng ta chơi đột ngột, chúng ta đang ở trong cái phòng điều hòa ngoài thời tiết rất nóng, chúng ta đột ngột chúng ta chạy ra ngoài sân thì chúng ta có thể bị cảm, đúng không ạ? Hoặc là trong những cái vấn đề là chúng ta phải điều chỉnh từ từ đấy. Thì các cái cách khắc phục thì ở cuối video mình có để lại cái tên thuốc để các bạn nắm bắt được cái phác đồ, để các bạn nắm bắt được cái nguyên nhân, dấu hiệu và cách khắc phục. Thì hy vọng rằng các bạn có thể mua con giống ở bên đồng chí Thao trên Google hay số điện thoại là 0335305982. Dưới mô tả thì mình có để cái tên thuốc đó, và các bạn cho uống cái thuốc đó, rồi có nếu như tình huống mà cấp bách thì các bạn có thể gọi điện cho bên mình, thì bên mình cũng sẽ không nề hà gì trong cái việc này, giúp người là giúp mình, cho đi là nhận lại, mình sẽ trả lời ngay, mà nếu như mà có bận thì mình cũng sẽ hẹn là cái thời khắc là rất hợp lý. Cuối video xin chúc các bạn chăn nuôi thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video sau đó trên kênh Chim Cú Gáy Hay. Nếu các bạn thấy chia sẻ bổ ích thì các bạn có thể đăng ký kênh để tiếp tục xem và mua những con chim cú gáy và những con đà điểu trên cái kênh Chim Cú Gáy Hay của đồng chí Thao, với cái địa chỉ thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và các bạn cũng đã biết là mình đã thành lập các trang trại chim cú và những cơ sở cung cấp giống đà điểu trên toàn quốc, có các văn phòng đại diện, có một cái kênh cũng như có một cái ekip chuyển hàng có chế độ bảo hành rất là rõ ràng. Đấy, có cái tất nhiên là các bạn lên gọi điện trực tiếp để được tư vấn và hỗ trợ đúng. Đấy, bên mình thì cũng rất là ít trong cái việc là trả lời cái tin nhắn hoặc là cái liên lạc của bên mình, là có thể là các bạn phải gọi lại, bởi vì là mình cũng gì dùng những cái sim này rất là nhiều những cái điện thoại, nên các bạn cố gắng là gọi hoặc nhắn tin nào thì mình sẽ giải quyết những cái vấn đề, trả lời các bạn cụ thể hơn. Hẹn gặp lại các bạn đi xem những video sau.